Ở đây thì tôi có 3 sợi 8 ly gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn chìm nước. À, mới làm xong nha các bác. Mới làm xong hai sợi này. À, các bác này. Đó, đen xì luôn. Rất là chất lượng, dầu các bác nhìn cái lượng dầu của nó các bác biết rồi, đã lên tuyết rồi này. Đây, tuyết này, tuyết óng ánh này. Đó, đen kịt luôn. Quá chất lượng, xài 8 ly 108 hạt nhé các bác, có hồ lô nhé. Hai sợi cho các bác xem qua đây. Đây, tuyết này, tuyết óng ánh này. Ở trong Sài Gòn này mà nó còn lên tuyết này. Và cầm rất là chắc tay nhé, nặng tay các bác. 108 hạt. Sợi này lên nhiều tuyết này các bác này. Sợi này lên quá nhiều tuyết luôn. Đó. Mọng dầu hàng rễ nha các bác nhé, toàn bộ là hàng rễ hết. Đó. Nếu mà các bác chưa biết về cái gỗ này thì các bác có thể kích vào đăng ký kênh để xem thêm những cái video trước đấy tôi làm về cái gỗ này rất là nhiều rồi. Các bác có thể vào kênh của tôi xem thêm về cái loại gỗ Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn này nhé, chuẩn Hoàng Đàn Tuyết Lạng Sơn. Và thì bên tôi là chủ yếu là chuyên hàng chìm thôi, hàng chìm nước thôi, chứ còn hàng nổi thì cũng có nhưng mà nó không được anh em người ta săn lùng nhiều như cái hàng chìm này. Hàng chìm này thứ nhất là nó có ưu điểm đó là nó nhiều dầu, thơm rất là mạnh, thơm cực kỳ mạnh, phù hợp với anh em nào mà thích mùi thơm mạnh nha các bác nha, thơm phức như nước hoa ấy. Còn anh em nào mà không ngửi được cái mùi mạnh của nó nhiều khi là nó cũng hơi gây khó chịu một chút, tại vì là cái mùi của nó bốc lên rất là mạnh. Phải anh em nào mà phải cực kỳ là thích mùi hương mạnh cơ, hương đậm cơ thì mới sử dụng được cái hàng này. Đó, gây nghiện đấy các bác, hàng này nó mùi thơm của nó gây nghiện đấy. Trầm hương thì nó khác nhé các bác, trầm hương thì nó sẽ mùi thơm rất là thanh tao nhẹ dịu, chứ nó không mùi, nó không đậm như cái hàng Hoàng Đàn đấy đâu. Nếu mà để so sánh Hoàng Đàn là nó chìm nước này nó thơm mạnh nhất trong tất cả các loại gỗ nhé các bác, thơm mạnh và thơm đậm nhất trong tất cả các loại gỗ, kể cả đàn hương. Đàn hương thì không thể thơm mạnh và đậm rõ nét như Hoàng Đàn này được. Đàn hương thì nó thơm cũng giống như kiểu trầm hương ấy, nhưng mà nó thơm đậm hơn trầm hương một xíu, nó thơm mạnh hơn trầm hương. Nhưng mà để mà nói thằng Hoàng Đàn này hoặc so sánh tất cả các loại gỗ thì không thể thằng nào ăn được cái hương thơm mạnh và đậm như cái Hoàng Đàn nhé các bác. Đấy là một cái so sánh gọi là để cho các bác hiểu được cái hương thơm của Hoàng Đàn này nó là vô địch rồi. Thơm cực kỳ mạnh, nó thơm mạnh vô địch. Không có thằng gỗ nào có thể ăn được cái Hoàng Đàn này. Đây, sợi đen này. Bác nào lấy thì lấy sợi đen này này. Rất là nhiều dầu. Sợi này là hàng chọn phôi ấy. Tất cả ở đây đều chọn phôi hết. Chọn phôi, chìm nước. Thơm lắm. Thơm đã lắm các bác. Cứ để trong cái đây, khi nào các bác mua thì bên tôi sẽ tặng cho các bác cái hũ như này. Đây, cái hũ như này được bảo quản. Đó, các bác đeo dây chuyền ngủ này, đeo đi ngủ, đeo đi tiệc, đi hội, đó. Đi chơi, đi cà phê, đó, các bác đeo. Không đeo nữa, về nhà chúng ta cất vào trong này. Đó, cất vào trong này. Bảo quản rất là tuyệt vời các bác. Ở đây trong này thì tôi có một sợi sưa đen Quảng Bình. Sưa đen này hiếm lắm nha các bác. 8 ly 108 hạt. Bác nào lấy thì báo tôi nhé. Sưa Quảng Bình rất là thơm. Lại màu đen nữa. Rất là hiếm, duy nhất một sợi. Còn Hoàng Đàn này thì nó có lỗ này là được 3 sợi. Đó. Cũng giờ nó cũng hiếm gỗ rồi. Khó làm lắm các bác, khó làm tìm gỗ lắm. Bác nào lấy thì báo tôi nha, nhanh nha. Chốt nhanh 3 sợi này. Đó. Bác liên hệ trực tiếp Zalo trên màn hình để được nhận báo giá cũng như là tư vấn nha. Gửi hàng về tận nơi được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Nên là các bác hoàn toàn là yên tâm khi mà đặt hàng tại Mộc Hương Shop nha các bác nha. Rồi, xin chào các bác. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, thành công và hy vọng các bác sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm chất lượng tại Mộc Hương Shop ưng ý. Xin chào.